Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh đẹp đẽ vlog của mình. Niacinamide là một trong những hoạt chất được các tín đồ mê skincare rất là ưa chuộng. Vậy thì niacinamide là gì và nó có những tác dụng như thế nào đối với làn da của chúng ta? Và niacinamide thì phù hợp với những cái làn da như thế nào? Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn để các bạn tham khảo thêm nhé. Mình sẽ chia video này thành hai phần. Phần thứ nhất thì mình sẽ chia sẻ niacinamide là gì và phần thứ hai thì mình sẽ chia sẻ những cái công dụng của niacinamide đối với làn da của chúng ta và những cái làn da phù hợp khi sử dụng niacinamide. Trước hết chúng ta cùng nhau tìm hiểu niacinamide là gì nhé. Niacinamide là một dẫn xuất của vitamin B3. Nó có vai trò quan trọng đối với làn da và cơ thể của chúng ta. Tuy nhiên cơ thể của chúng ta thì không thể nào dự trữ được vitamin B3. Chính vì vậy chúng ta cần phải bổ sung vitamin B3 vào trong cơ thể của chúng ta bằng các cái con đường như là ăn uống và bôi thoa. Và niacinamide thì khá là an toàn, lành tính và có thể phù hợp với tất cả mọi loại da. Chúng ta có thể yên tâm sử dụng các hoạt chất này kết hợp với các hoạt chất khác. Niacinamide được xem như là một tinh chất vàng trong việc chăm sóc da. Nguyên nhân là do nó có những cái công dụng tuyệt vời đối với làn da của chúng ta. Công dụng thứ nhất của niacinamide đó chính là giúp thu nhỏ lỗ chân lông. Niacinamide được ví như là một chìa khóa vàng để giúp thu nhỏ lỗ chân lông của chúng ta được hiệu quả hơn. Và nó rất là nổi tiếng trong giới làm đẹp với khả năng hỗ trợ điều trị mụn và thu nhỏ lỗ chân lông rất là tối ưu. Nguyên nhân là do cơ chế hoạt động của niacinamide đó chính là giữ nước, duy trì độ ẩm trên da, nhờ đó mà giảm cái lượng dầu nhờn tiết ra trên da, từ đó giúp thu nhỏ lỗ chân lông và hạn chế vi khuẩn xâm nhập vào lỗ chân lông. Ngoài ra niacinamide còn có tác dụng là nâng đỡ cấu trúc da, giúp cho làn da của chúng ta sáng hơn, mềm mại hơn. Và tác dụng thứ hai của niacinamide đó chính là duy trì độ ẩm trên làn da của chúng ta. Niacinamide là một hoạt chất giúp tăng sinh ceramide cho làn da của chúng ta. Và ceramide nó được ví như là cái hàng rào bảo vệ da, giúp da lấy lại sự cân bằng, giúp da lấy lại sự mềm mại, mịn màng. Theo mình nghiên cứu được thì cứ 2% niacinamide thì sẽ giảm sự thất thoát nước lên tới 24%. Như vậy niacinamide cũng chính là một yếu tố đóng vai trò quan trọng cho việc làm giảm sự thoát nước trên da của chúng ta, giúp lưu giữ độ ẩm trên da và giúp cho da chúng ta mềm mại mịn màng hơn. Tác dụng thứ ba của niacinamide đó chính là giúp làm mờ các đốm sắc tố ở trên da của chúng ta. Nguyên nhân là do niacinamide ngăn chặn sự vận chuyển của melanosome, và melanosome chính là một trong những cái túi vận chuyển và phân tán melanin lên tầng thượng bì của da, từ đó mà nó gây lên các cái dấu hiệu như là sạm da, nám da, đồi mồi tàn nhang. Đó mà niacinamide sẽ giúp làn da của chúng ta ngăn chặn các vấn đề về tăng sinh sắc tố cho da, cũng như là cải thiện các vấn đề về sạm nám, tàn nhang, đồi mồi cho da rất là hiệu quả. Và tác dụng thứ tư của niacinamide đó chính là tăng cường hàng rào bảo vệ da và tăng cường khả năng miễn dịch cho da. Như ở trên mình vừa mới chia sẻ thì niacinamide có tác dụng là kích thích sản sinh ceramide. Và đây là cái yếu tố giúp tăng cường hàng rào bảo vệ da của chúng ta và tăng cường hệ miễn dịch cho da, giúp quá trình sừng hóa của da được ổn định hơn. Ngoài ra khi niacinamide bảo vệ cái lớp hàng rào bảo vệ da tự nhiên thì nó cũng sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch cho da và từ đó thì hạn chế được các vi khuẩn xâm nhập vào da và hạn chế được cái tình trạng gây lên mụn. Vậy những làn da nào thì có thể sử dụng niacinamide? Niacinamide phù hợp với tất cả các làn da, kể cả da khô, da dầu, da bắt nước, da nhạy cảm, da mụn, vân vân. Niacinamide thì khá là lành tính và cái tình trạng kích ứng khi dùng niacinamide rất là hiếm xảy ra, và khi có xảy ra thì chúng ta có thể xử lý nó rất là dễ dàng. Vì vậy chúng ta có thể yên tâm sử dụng và ngay cả làn da nhạy cảm nhất vẫn có thể sử dụng được. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng niacinamide kết hợp với các hoạt chất khác để tăng cường hiệu quả bảo vệ da được tốt hơn. Như vậy mình đã chia sẻ với các bạn những cái vấn đề xoay quanh về niacinamide là gì và nó có tác dụng như thế nào đối với làn da của chúng ta. Các bạn có thể tham khảo thêm. Hy vọng video này của mình sẽ hữu ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu các bạn cảm thấy cái video của mình hay và hữu ích, đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh của mình để cập nhật những video mới nhất từ Đẹp Đẹp Vlog nhé. Một lần nữa cho phép mình gửi lời cảm ơn đến tất cả anh chị và các bạn đã luôn yêu thương, ủng hộ và đồng hành cùng kênh Đẹp Đẹp Vlog của mình. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye!